gánh tiếp hay đặt xuống những gánh nặng cuộc đời. Gánh nặng cuộc đời, có biết bao nhiêu thứ nặng nề hàng ngày hành hạ ta, nếu ta để tâm đến nó, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhưng nhiều khi chúng ta quên một điều khá quan trọng, đó là cuộc sống thường có hai mặt, mặt nổi và mặt chìm, mặt được phơi bày và mặt bị ẩn khuất. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy mặt nổi của một việc, và vì nó vừa ý hay không vừa ý ta, ta sẽ vấp phải sự kết luận vội vàng, và từ đó ta cũng vội buồn, vội vui. Đời, cái vừa ý ta thì ít, mà cái không vừa ý ta thì nhiều, nên nhiều khi chúng ta dễ chán đời. Làm sao mà yêu đời được khi nhìn chung quanh ta toàn là những điều làm ta mệt mỏi, gánh nặng, cô độc. Bình tâm suy nghĩ, ta sẽ thấy một sự việc xảy ra có thể đối với người này là quá sức tồi tệ, nhưng đối với người khác là chuyện bình thường. Có khi nó còn mang ý nghĩa tích cực nữa là khác. Có một lần, một người chòm xóm than phiền với một cụ già. Nhà bên cạnh vừa mua dàn karaoke. Trời ơi con nhỏ, hát thiệt là khủng khiếp. Nó hát ngang như cua bò. Còn thằng con trai thì gào thét đinh tai nhức óc, nghe mệt mỏi làm sao. Cụ già bình thản trả lời: tôi cũng thấy vậy. Nhưng nếu mấy đứa đó mà đi lang thang trong mùa dịch Covid này, đi ăn nhậu chơi bời trộm cắp phá phách chòm xóm, thì còn đáng lo hơn. Đúng là việc chúng nó làm, chúng ta phải chịu đựng khổ sở, nhưng dù sao, nó cũng an toàn. Như vậy, gánh nặng cuộc đời còn tùy thuộc vào ta nhìn nó ở góc cạnh nào. Nếu ta chỉ nghĩ tới mình, niềm vui phải làm sao hoàn toàn theo ý riêng ta, chắc chắn gánh cuộc đời sẽ rất nặng trĩu. Niềm vui đến chỉ từ sự ích kỷ. Niềm vui đó không tồn tại dài lâu được. Vì niềm vui ích kỷ, nó luôn hẹp hòi bé nhỏ. Nó không thể chịu đựng được những cơn lốc cuộc đời, vốn đòi hỏi con người biết cùng nhau chống đỡ. Nhưng phải sống có nhau, vì nhau, biết hợp đoàn đỡ nâng, chung sống, chia sẻ, bảo vệ nhau. Vì thế, niềm vui cô đơn sẽ như hoa nở một mình, phơi hương tỏa sắc trơ trọi một mình, rồi héo tàn một mình, đơn độc và vô nghĩa. Voltaire đã nói: chỉ biết cho mình, tức là không hay biết cho ai nữa. Chính vì tha nhân, vì những người thân yêu, vì tình người, vì đồng loại, mà những gánh nặng cuộc đời được thăng hoa thành những niềm vui cao cả tuyệt vời. Những gì tưởng chỉ là nước mắt khổ đau, hóa ra chúng biến hóa một cách mầu nhiệm thành những nụ cười hạnh phúc. Người kia hỏi: có cách nào có thể giảm bớt gánh nặng này không? Platon hỏi ngược lại anh: vậy anh có đồng ý vứt bỏ đi một trong các thứ như công việc, tình yêu, gia đình hay tình bạn không? Người kia nghe xong im lặng. Câu hỏi của Platon, ta cũng nên thường xuyên tự hỏi lòng mình: tôi muốn từ bỏ những gì tôi đang gồng gánh được không? Quan trọng, ta phải biết gánh nặng này ta nên đặt xuống hay tiếp tục, nó có ý nghĩa hay vô nghĩa cho đời mình. Để xuống những niềm đau, nỗi buồn, những nhọc nhằn, chiều nắng hai vai, những cảnh đời lang thang khốn khó, những lọc lừa bon chen dối trá. Để xuống cho lòng nhẹ đi em. Để xuống những hoài mong đợi chờ, những cuộc tình một thuở ngủ ngơ, những hẹn hò yêu thương đắm đuối, những giận hờn chia ly oán trách,
để xuống cho lòng thôi vẫn vương. Từ hạt bụi ta đến bằng nụ cười chiều mến, mong tìm vui ngày tháng dòng chơi. Rồi một ngày ta biết đời thật nhiều chua xót, nghe cô đơn theo bước thời gian. Để xuống những gì không thuộc về mình, mây của trời hãy để gió cuốn đi. Để xuống đừng tiếc chi em, để xuống tâm nhẹ nhàng ta đi. Để xuống cho lòng thôi vẫn vương. Từ hạt bụi ta đến bằng nụ cười chiều mến, mong tìm vui ngày tháng dòng chơi. Rồi một ngày ta biết đời thật nhiều chua xót, nghe cô đơn theo bước thời gian. Để xuống những gì không thuộc về mình, mây của trời hãy để gió cuốn đi. Để xuống đừng tiếc chi em, để xuống tâm nhẹ nhàng ta đi.